Wow. Hello các bạn. Thì giờ này học tiếng Anh, tao cho tiếng Anh này. Các bạn lái xe đi. Phải người lớn lái xe các bạn ạ. Đúng rồi đấy. Các bạn không được tự lại động lái xe đâu nhá. Cái này như này. Các bạn nhìn vô lăng chưa? Đấy, vô lăng này này. Chúng ta chuẩn bị lái xe thôi. Bật chìa khóa. Đây các bạn ơi, dưới này còn chúng ta còn một cái gì? Để ga đây này đấy. Đắp được ga. N đấy, còi các bạn ạ. Còi đấy, cái này là sinh nhan các bạn ạ. Đây sinh nhan đấy, sinh nhan cần số đấy, cái này cần số các bạn ạ. Đến nơi rồi, đến nơi chưa? Số xe thôi. Rừng ấy, nghĩa là phải xuống hồ câu cá rừng. Ủa, nghĩa là đi làm cá không các bạn ơi? Các bạn ơi, sao có một cái cần câu cá để câu cá đây này. Ủa, con phải cho mồi vào để cho cá cắn câu đi chứ. Đâu chưa? Con cá này vừa ở trong đây. Con cá này vừa ở trong mồi. Đâu? À, đây là cái mồi các bạn ạ. Đấy, đây chính là con cá con làm mồi. Mồi xong để con cá lớn nó cắn vào, nó ta câu lên. Nào, con thử đi, xem được chưa? Úi giời ơi, một con cua các bạn ạ. Hoan hô các bạn ơi, cô Thóc đã câu được con cua. Lấy rổ. Bố lấy sẽ lấy một cái bát để đựng cua. Cái này bé lắm. Lấy cái rổ to các bạn ạ. Mình sẽ đi lấy một cái rổ to. Lấy hẳn cái rổ to cho cô Thóc đựng cua các bạn ạ. Này các bạn ơi, cho cua vào đây đi. Úi giời ơi. Được rồi, các bạn ơi, được một con cua vào đây rồi. Các bạn ơi. Đấy. Được hẳn một con cua các bạn ơi. Câu tiếp một con cá đi. Wow, được một con cá màu đỏ các bạn ơi. Ừ, xem các bạn ơi, xem này, con cá màu đỏ. Ôi, sờ đây, sờ. Ui, con cá màu đỏ các bạn ơi. Hoa hoa hoa. Rồi, cho vào rổ đi. Ôi, rồi, tuột luôn cái mùi vào đấy rồi. Rồi, cho vào rổ đi. Rồi, cá rồi. Cho vào đấy. Hai con cá các bạn ơi. À, một cua đúng rồi, một cua, một cá. À, con tôm, các bạn ơi, chuẩn bị câu con tôm đây. Cố gắng lên. Ôi, được rồi các bạn ơi. Ôi, sờ xem nào. Wow, một con tôm, úi dồi. Ui, con càng to này nó sẽ cắn đấy. Ui, cắn tao đi. Cắn tao đi các bạn ơi. Con tôm. Wow, được 3 con rồi các bạn ơi. Một con tôm, một con cá và một con cua. Thêm cái rổ làm gì? Một cái rổ này đủ để đựng rồi. Một cái rổ đấy thoải mái đấy. Nào tiếp đi. Wow, chúng ta sẽ câu một con kia giống con chuột đấy nhỉ. Wow,
Đây là một con gì đây các bạn ơi? Chuột đi. Không phải con chuột đâu. Đây như kiểu một con hà mã các bạn ạ. Nhờ. Giống con hà mã nhờ. Wow. Chúng ta đã được mấy con rồi các bạn ơi? 4 con rồi. À, câu tiếp đi. Được 4 con rồi. Chúng ta vẫn còn 3 con nữa đang cần phải câu. Con đấy là con gì đấy? À, một con ốc các bạn ơi. Làm gì đây? Wow, câu lên. Ui, mạnh lên, khỏe lên, khỏe lên nào. Khỏe lên các bạn ơi. Các bạn ơi, không cần phải run thóc nữa. Con nào bé? À, con ốc rồi bé. À, béo á. À, giúp các bạn phải giúp tóc rồi. Ui, con ốc. Béo quá, nào. Ê, khỏe lên nào. 2, 3 nào. 2, 3. Ui, nặng quá. Ui, con ốc nặng quá. Cái ốc sẽ nào, sờ. Ui, con ốc phải nặng quá các bạn ạ. Này. Ui, rơi mất rồi. Wow, trong rổ ơi các bạn ơi. Trong rổ đã được 5 con rồi. Đó. Trong rổ 5 con rồi các bạn ạ. Wow, ui dồi. Này, chúng ta sẽ câu tiếp con cá sấu. Wow. Ôi, con cá sấu nuốt lên cần rồi. Bám lên cần đi. Cháu mạnh lên nào. 2, 3 nào. Wow. Một con cá sấu các bạn ơi. Wow. Wow các bạn ơi, một con cá sấu màu tím. Wow. Cắn này, nó cắn này. Wow. Nó cắn. Nó cắn. Cắn. Wow, nó cắn luôn. Nhầm. Wow. Ui, cẩn thận. Chúng ta còn một con cá nữa. Wow. Ui, cá này trơn quá các bạn ơi. Con cá này trơn quá, ui, trơn quá. Ui. Trơn quá, ui, cá này trơn đấy nhở. Xin các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, trơn quá, ui. Wow. Các bạn ơi, được nhiều quá các bạn ơi. Hôm nay chúng ta đi câu thật là nhiều. Ui. Đi về thôi, chúng ta lên xe thôi. Để vào đây. Bật chìa khóa xe lên đi nào. Rẽ phải nào. Được rồi, đến nơi rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ mang cái rổ cá đi cho mẹ để mẹ nấu cơm thôi.